được làm vậy? Chết rồi. Các người đã làm gì ta vậy hả? Dạ. Người cũng lừa lọc ta, y chang họ thôi. Dạ, thưa công chúa tha cho tụi này đi. Tôi nói mấy người này không hại công chúa đâu. Cái gì? Hại ta? Các ngươi mà nhắm hại được ta hả? Được rồi, ta sẽ giết hết cả thôi. Bình tĩnh lại đi. Mình kìa. Không có đâu mà. Giết tụi mình kìa, thấy chưa? Đừng mà anh tính. Tính rồi. Anh hai à, chị. Mình chạy được mà, đừng có hại người ta. Mày tránh ra. Không chạy đi chị. Anh hai à. Anh hai. Xong rồi, chạy đi mà. Không được kìa. Chạy đi. Chạy. 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 Chạy đi. Nè, từ từ, đợi em với. Từ từ thôi. Nè, đợi em với. Nè, khoan, khoan đã. Em không nghe nó la nữa, chắc nó chết rồi. Nó chết thì mừng chứ sao. Chạy tiếp đi. Không, em phải quay lại em cứu nó. Mày khùng hả? Quay lại nó chết đó. Sao chết? Đúng rồi, mọi người mà đụng vô nó là tan theo nó luôn đó. Không hiểu gì hết. Anh Thuận. Đúng là thằng điên mà. Anh Thuận, anh Thuận. Nữ. Trời ơi. Anh Thuận. Đứng lại Thuận, đứng lại. Anh Thuận. Cô Tinh ơi. Cô Tinh. Đứng lại đó. Cô Tinh ơi, cô có sao không? Đồ khờ. Người quay lại đây làm cái gì hả? Quay lại để tôi gỡ lá bùa cho cô đó. Trời ơi, khờ ghê vậy đó. Đi giết chết bây giờ. Anh Tính, anh cản em của anh đi. Trời ơi, cản cách nào ai mà biết. Trừ khi là ổng là người có tấm lòng vàng. Hôm bữa chị cũng nói ổng có tấm lòng vàng mà. Thì chị nói vậy thôi, chứ không lẽ là sao có thể để như vậy được. Anh Tính, anh làm gì đi. Em anh chết bây giờ kìa. Làm gì là làm gì, ai mà biết làm gì. Không được, người muốn chết hả? Người sẽ chết theo ta đó. Ủa, cô Tinh cũng biết hả? Người biết rồi mà sao ngu vậy? Cô thả tôi, mà anh hai tôi lại hại cô. Làm như vậy, tôi bị cắn rứt lương tâm lắm. Tôi phải cứu cô mới được. Ta nói không được mà. Đừng mà. Đừng tránh ra, đừng. Không sao, không sao đâu mà. Để tôi gỡ. Nó làm cái gì vậy? Đừng. Được rồi, mọi người nhìn kìa. Ổng gỡ lá bùa mà ổng sao hết. Không lẽ ổng là người mà bà pháp sư nói. Nói vậy mà cũng tin nữa à. Lo mà chạy đi, nó tỉnh dậy rồi kìa. Chạy đi. Anh Tính. Ê. Được rồi nè, được rồi. Tôi không bị gì hết nè. Nè. Người đừng có tưởng người cứu ta thì ta sẽ đa tạ ngươi nha. Ta sẽ bắt hết cả đám kia luôn. Cô Tinh à, cô Tinh, tôi xin lỗi cô. Nhưng mà mấy người đó là tới đây cứu tôi thôi. Người ta không có ý gì hết đó. Nếu mà cô muốn giết, cô giết tôi cũng được. Cái tên khờ này, tôi đúng là tên khờ. Chứ đó giờ có ai kêu tôi khôn đâu cô. Người cút đi trước khi ta đổi ý. Cô tha cho tôi thiệt hả? Cút đi. Dạ dạ. Chạy đi, tôi được tha rồi. Nhanh lên, chạy đi khờ. Nhanh lên. Đúng là tên khờ mà. Nhưng mà dù sao, ta cũng nợ ngươi một mạng.